5 điều an tâm khi di chuyển bằng xe đi ca hạng thương gia. Số 1. Hệ thống ra vào tự động, hành khách không cần chạm tay. Số 2. Nước rửa tay diệt khuẩn luôn sẵn sàng trên xe. Số 3. Nội thất bằng vật liệu ABS chống bám bẩn và sạch khuẩn. Số 4. Bố trí ghế giãn cách tạo không gian ngồi riêng biệt an toàn. Số 5. Hệ thống thoát hiểm an toàn, không lo sự cố. Hãy gọi cho nhà xe quen thuộc để được phục vụ bằng Dica hạng thương gia bạn nhé.